giao lưu hát tiếng Mường ở xóm Khang và Khang Đa Phúc. Cũng có lần rồi tôi ở Nho Quan tỉnh Ninh Bình cũng về tham dự, cũng tham dự hội giao lưu hát tiếng Mường. Tôi đầu tiên là tôi có lời chào các khán giả và công bà với ban tổ chức của xóm Khang. Thank you.
Xin trân trọng cảm ơn khi được tràn hóa tay.